Có người đến nói với tôi rằng những ai đó nói xấu tôi, hủy nhục tôi. Tôi nhất định liền cản họ lại, nhất định không để họ tiếp tục nói nữa. Tại sao vậy? Nói lỗi của người khác chính là mình đang gây lỗi. Họ đang tạo tội nghiệp trước mặt tôi. Bạn nói xem, đáng thương biết bao. Bạn đang ở trước mặt tôi nói những lời này là phạm giới gì? Có phải là lưỡng thiệt, ác khẩu trong thập thiện nghiệp không? Bạn đang tạo các nghiệp này, dụng ý của bạn có phải là tạo nên đối lập, xung đột cho hai bên chúng tôi hay không? Ngày nay chúng tôi muốn hóa giải xung đột, muốn tiến hành ổn định hòa bình. Vậy mà bạn vẫn đang tạo ra xung đột. Bạn không phải là người thiện. Bạn đang tạo ra sự đối lập, tạo ra xung đột. Tội này rất là nặng, vì thường có cái tâm này, thường làm cái chuyện này. Hôm nay đến niệm Phật đường của chúng ta, tôi nhìn thấy phía trước có treo trên tường địa ngục biến tướng đồ, thì quả báo là địa ngục kéo lưỡi. Thì tại sao bạn lại đi làm cái chuyện này vậy? Cho dù đã nghe được chuyện đó, đã thấy được chuyện đó, không những miệng không nên nói, trong tâm cũng không nên có, thì bạn mới là người thiện. Nếu như bạn thật sự làm việc tốt, mong muốn mọi người có thể sống hòa thuận với nhau, thì không nên tạo ra sự đối lập, không nên tạo ra mâu thuẫn. Thế là tạo ra những điều này thì cả thảy đều là nghiệp nhân trong ba đường ác. Vậy thì làm sao lại đi làm những chuyện này vậy? Bạn có nói với tôi như thế nào thì tôi cũng chẳng hề gì. Tôi tuyệt đối không oán ghét người nào cả. Tôi nghe xong thì chỉ mỉm cười. Tôi cảm ơn, luôn luôn sống trong thế giới biết ơn. Tại sao phải cảm ơn họ? Nếu như họ thật sự là hủy bán, đặt chuyện sinh sự, là họ đã tiêu nghiệp cho tôi. Trong đời này tôi không có làm việc gì xấu, nhưng những đời, những kiếp quá khứ chắc chắn là đã tạo ra không ít nghiệp chướng, làm sao mà tiêu trừ? Vô cớ bị đặt chuyện thì nghiệp chướng được tiêu trừ rất nhanh. Vậy thì tại sao ta không chấp nhận chứ? Vui vẻ mà chấp nhận, hoan hỷ, hơn nữa là phải biết cảm ơn họ. Mỗi ngày ta công phu, nhất định phải hồi hướng cho họ. Tại sao vậy? Vì họ hủy bán ta thì họ đã tạo nghiệp rồi. Nhưng mà ta không oán hận, không báo thù họ, giúp cho ta được nâng cao. Phải hiểu điều này, giúp cho ta được nâng cao. Đối với ta, họ là người ơn. Ta biết ơn, trả ơn sẽ giúp họ giảm nhẹ tội nghiệp. Cho dù là đọa địa ngục, họ đọa địa ngục nhưng chịu tội nhẹ hơn, thời gian đọa địa ngục ngắn hơn. Nếu như ta có tâm oán hận, có tâm báo thù, vậy sự việc này sẽ rắc rối, oan oan tương báo không bao giờ dứt. Vậy là sai rồi.